Vâng ạ, hôm nay em lại chào tất cả nhà thân yêu của em cũng như tất cả các bác với cày và tất cả những các bác đang thích dòng chảo ba trục xoay. Cảm ơn nhá. Hôm nay em tiếp tục tìm cho các bác. Rồi, em mời các bác tất cả đi cùng với Lê Tuấn báo giá chiếc trục xoay này 8 triệu bạc các bác nhá. 8 triệu. Đây, chảo ba. Tức là chảo ba mà chảo tiểu các bác nhá, chảo nhỏ. 8 triệu. Quản rất tốt. Tất cả các trục xoay đang quay các bác nhá. Đây này, tất cả các cái này này là đang còn tình trạng rất tốt, đang hoạt động. Nhưng mà chủ nhà để đây bảo mới bán được cái xe thì bây giờ còn cái dàn chảo. Thì để em báo giá luôn dàn chảo này là 8 triệu các bác nhá. Chủ nhà kêu 8 triệu. Đây, thì để biết 8 triệu của nó như thế nào, em review cặn kẽ cho các bác biết và cũng nói luôn cho các bác biết là chảo này là chảo nhỏ các bác nhá. Chảo nhỏ. Đấy, cày về xe mà 2006 hoặc Isuzu. Isuzu 74 máy là nhỏ cũng được các bác nhá. Đây thì em quay cho các bác đây. Bánh lái đây. Đấy, bánh lái này. Có đầy đủ tất cả các thứ này các bác nhá. Đấy. Rồi, đây các bác này. Đấy, cái con này. Đó, đây. Rồi thứ hai cái này các bác nhá. Đây. Đấy. Rất dày dặn, rất đẹp. Đó, còn tất cả vài cái đang còn nhưng mà cái này này. Cái này người ta tháo mất rồi các bác nhá. Cái này tháo mất. Đấy, thì cái này chủ nhà chắc là sẽ đưa lại cho chúng ta nha. Rồi, rồi thứ hai nữa thì nói về cái phân khúc của cái dòng mà loại nhỏ này thì nó cũng nhỏ thôi. Nó mọi cái nhà thiết kế người ta đã làm rồi các bác nhá. Mấy con chó nó cắn dữ quá mấy bà, mấy ông này cứ rỗi hơi quá mấy bà. Nghiệp. Được chưa? Rồi các bác nhá. Thì mọi cái nhà thiết kế đã làm nhỏ bởi vì nó là hàng tiểu các bác nhá. Nếu các bác nào mà có cái dàn ma mà 2006 ba máy á thì đưa cái này thì ok, tuyệt vời, rất đẹp. 8 triệu bạc, 8 triệu bạc các bác nhá, rất ok. Ai giời ơi, cái này nó bị hư một cái này các bác này. Đây hư cái này các bác đã bớt được. Ok, kêu 8 triệu còn trả lại cho các bác nhá. Đấy, trục xoay này ok này. Đấy, đang ok, đang khoai này đó các bác nhá. Đây đó, ok này. Rồi, đó, rất chắc chắn và đẹp. Nếu bác nào đang cần chảo nhỏ để cho chúng ta dùng vào Isuzu, đúng không ạ, 1910 hoặc là 200 Janma các bác nhá, 2200 đấy, hoặc 2600 ba máy thì càng tuyệt vời, rất đẹp đó. Rất đẹp. Thì chảo của nó là em quên, em không đôi chảo để em lấy cái thước em đôi được. Rồi để em làm lấy cái thước em đôi cho bác. Đây máy vứt nhỏ nhỏ luôn. Em cầm cái thước mà em quên. Bởi vì em không thấy chảo. Chào em. Rồi. Rồi. Bây giờ trước hết thì em đua cái chiều dài của anh nha. Đây chiều này. Rồi. Chiều này. Thì từ đây đến đây nó là đi 97 phân. Chim này. Đây. Em không hiểu sao mà nó, ê, nó xéo này. Đây. 94 phân các bác. Đây, 94. Rồi. Đây. 94 phân đây, 93 phân hoặc 94. 93. Đây là 94 này, 94 phân đúng. 94 phân này, đấy các bác xem, đây 94 phân. Rồi. Đó, 94 phân. Đây các bác thấy không? Đấy, 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 94 phân. Rồi, 94 phân từ miệng chảo này. Thứ nhất đến miệng chảo thứ ba là 94 phân. Rồi, bánh chảo là 55. Bánh chảo 55. Đây, bánh chảo 55. Đấy, 54 năm. 54 năm. Đấy, bánh chảo 54 năm. Rồi. Cái chảo này, cái chảo này là nó đi 45. Đấy, đây, 45. 43. Đấy, 43. Rồi, đấy, 43 các bác này. Đó, rồi. Ok. Các bác nhá. Đấy, thì
Với giá 8 triệu thì chắc là bớt được khoảng 4-5-6 triệu rồi đấy, chủ nhà cũng bán hả các bác nhá. Đấy, có thế thôi. Rồi, em đưa các bác rồi, và em đưa phú bi cho các bác coi luôn nha. Phú bi này, phú bi. Đây, em đặt từ bắt đầu đây này nha, cho các bác biết luôn này. Đây này, đặt đây. Rồi đây. Rồi đến đây nha, phú bi này. Rồi, 1m35. Đây, 1m35. Các bác nha, 1m35 phú bi. Chảo cách chảo 94. Miệng chảo là 45. 45 hay 55 gì đó, 45. Đây. 55, 54, 54 vậy. Xin lỗi các bác cho 54. Chảo 54. Vành chảo 54. Rồi, bánh lái thì đang ok này. Rồi, các bác điện thoại cho em 0394 26198. Đấy, em sẽ dẫn các bác đi mua các bác nhá. Đấy. Thì trong cái đó các bác mua thì các bác coi ở đây có cái gì nó cũng nhiều thứ lắm. Đây. Nhưng mà chủ nhà đây là của chủ nhà, chủ vườn nhá. Của chủ vườn. Đấy, có cả cái em Ishiki này nữa thì tí nữa em review Ishiki để cho các bác xem. Đấy, máy móc này. Ba máy. Không biết là bán bao nhiêu cũng bán các bác nha. Đấy. Đấy, bao nhiêu cũng bán hết. Đấy. Rồi. Rồi, em xin dừng ở đây. Chú ý là cái chào cho các bác nha. Rồi, ok, em dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác. Và hẹn lại các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn.